Xin chào bạn, trên tay mình là cái ly giữ nhiệt Lock & Lock được mình mua trên Tiki. Sản phẩm này thì họ bán ở mức giá khoảng 300 ngàn. Có những lúc có thể họ hạ xuống khoảng chừng 270, 290, có lúc thì hơn 300. Nếu các bạn nào muốn mua thì vui lòng xem cái link đặt hàng ở bên dưới clip. Thì cái mẫu này nó sẽ có 4 loại dung tích 470 này, 700 và 850. Thì cái sản phẩm của mình là cái dung tích 850. Ở đây là thông tin sản phẩm này. Đây là thép không gỉ 18/8, tức là 18% chrome và 8% nickel, tức là đây cũng là inox 304. Giữ nóng được 6 tiếng và giữ lạnh được 18 tiếng. Giờ mình sẽ mở ra bên trong. Đây là bên trong sản phẩm. Giấy này chúng ta có thể tháo bỏ đi. Đây là cái nắp. Cái nắp này nó sẽ được gắn một cái vòng silicon ở đây. Bên trong sẽ có tờ giấy hướng dẫn. Cái này toàn tiếng Anh với một số ngôn ngữ khác chứ không có tiếng Việt. Bên trong, bên ngoài và bên trong đều làm bằng inox 304. Đây là phần đáy. Ở phần nắp này nó sẽ có một cái lỗ để các bạn uống nước, hoặc là chúng ta để cái ống hút vào đây. Nhưng mà ống hút này là ống hút loại nhỏ, chứ nếu mà các bạn sử dụng cái ống hút to, cái ống hút trà sữa thì không để vào đây vừa đâu. Chỗ này sẽ có một cái nắp để chúng ta xoay lại. Bây giờ mình sẽ thử để đầy đá lạnh vào trong cái ly này để xem nó sẽ giữ lạnh được bao lâu. Sau một tiếng đồng hồ thì chúng ta đã thấy hơi nước bám ở trên miệng ly. Và đây là sau 2 tiếng đồng hồ thì đá ở bên ngoài đã tan gần hết. Và trên miệng ly cũng xuất hiện hơi nước. Ngay cả trên nắp cũng có nhiều hơi nước. Và đây là sau 6 tiếng đồng hồ. Thì xung quanh bình không có hơi nước. Nhưng mà trên miệng ly và trên nắp bình đã có nhiều hơi nước bám ở đó. Bây giờ chúng ta sẽ mở ra xem bên trong nó còn bao nhiêu đá. Vẫn nó còn khá nhiều mọi người. Và trên nắp cũng có khá nhiều hơi nước. Bây giờ mình sẽ đậy lại và đợi xem 12 tiếng sau như thế nào.
Và đây là sau 12 tiếng. Bên trong vẫn còn nhiều đá chưa tan hết. Cái này chắc là chỉ tan được khoảng một nửa thôi mọi người. Như vậy là sau 12 tiếng đồng hồ thì đá vẫn còn khá nhiều. Như vậy với cái bình này thì chúng ta có thể giữ được lạnh khoảng chừng 18 tiếng hoặc là thậm chí tới 24 tiếng đồng hồ.